Trong số lần này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ cặp đôi rất thú vị Việt Hùng và Trương Hằng. Chàng trai có ưu điểm chiều bạn gái, sẵn sàng 2 giờ sáng đi mua đồ ăn cho người yêu, liệu có nhận được cái gật đầu từ cô nàng xinh đẹp, tự tin trong chương trình hôm nay hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi. Dạ, điểm mạnh là tôi độc lập, với lại hiện tại biết chiều chuộng bạn gái. Biết chiều chuộng bạn gái, có thiệt không á? Dạ thiệt. Ngon rồi đó. Ví dụ 2 giờ sáng mà bạn gái muốn ăn cái gì đó thì cũng chạy mua được. 2 giờ sáng muốn ăn gì cũng chạy mua được luôn dạ, hả? Dạ được. Nó giỏi ta, chiều dữ vậy đó hả? Wow. Biết chiều chuộng bạn gái, có thiệt không á? Dạ thiệt. Ngon rồi đó. Ví dụ 2 giờ sáng mà bạn gái muốn ăn cái gì đó thì cũng chạy mua được. Đèo tiền. 2 giờ sáng muốn ăn gì cũng chạy mua được luôn dạ, hả? Dạ được. Nó giỏi ta, chiều dữ vậy đó hả? Dạ, cưng lắm. Rồi gì nữa? Dạ thì cũng đam mê kinh doanh. Đam mê kinh doanh. Kinh doanh áo cưới được không? Cái nào cũng được. Miễn là kinh doanh là không phạm pháp được. Rồi, khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là mình hơi nhiệt tình quá. Với lại mình thẳng thắn bục trực quá. Cho nghỉ mẹ một đi. Thành ra nhiều khi mình nói, ăn nói mình không có được được lòng mọi người á. Ủa, khuyết điểm là tự nhiên nhiệt tình quá đâu phải khuyết điểm. Dạ, nhiệt tình quá mức mình nhiều khi mình cái chuyện không phải của mình, mình nhiệt tình quá mức mình bị ảnh hưởng. Cũng nhào vô luôn đúng không? Rồi mà nhà gái, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em là làm chủ được kinh tế. Em lo được cho bản thân mình, nhờ giúp đỡ được gia đình. Anh đù, được của nó đấy. Và nhược điểm của em là em hơi nói nhiều, hơi hay quên. Hay quên. Làm kinh doanh là nói nhiều đúng rồi, phải nói chuyện với khách hàng rồi thuyết phục khách hàng nữa. Nè, chưa chắc nói lại bên nhà trai tôi nha. Nhà trai tôi hồi gặp đi rồi biết. Nói hơi nhỏ thôi nhưng mà nói hơi nhiều đó, lanh lợi lắm á. Rồi bây giờ mình đi sâu vô chút xíu đi. Đường tình duyên. Dạ được. Sao? Đường tình duyên thì em con trải qua được khoảng 5-6 mối tình gì đó. Ôi trời. Nhưng mà... dữ vậy đó Hùng hả? Dạ tính thực ra thực tế là chỉ khoảng 1-2 mối tình thôi. Cái mối nào sâu sắc nhất? Dạ là mối tình 8 năm. 8 năm? Quen từ hồi cấp 2 cho đến hết năm thứ 3 sinh viên thì mới kết thúc. Sao cuối cùng kết thúc? Dạ tại bất đồng cái về nơi sinh sống á. Bất đồng nơi sinh sống là sao trời? Giống như bạn nữ bạn muốn mình ở rể bên nước ngoài à. À, bạn nữ muốn mình đi nước ngoài. Dạ. Còn mình là muốn ở Thủ Đức. Dạ tại không muốn xa gia đình. À, bây giờ Phú Yên về được không? Dạ được, miễn trong nước ở Việt Nam là được. Trong nước được đúng không? Dạ. Nói chung là anh không ngại việc về Phú Yên, anh chỉ cần một lý do thôi. Liệu nhà gái có cho chàng trai chân thật này một cơ hội không đây? Rồi, nhà gái thì sao nào, tình duyên của mình như thế nào? Dạ em trải qua một mối tình, em quen 6 năm nhưng mà do người đó có người khác nên em chia tay rồi. Đúng rồi, có người khác chia tay mắc mớ rồi quen nữa. Rồi từ đó tới giờ em chưa quen ai hết. Không quen ai hết. Là lý do tại sao mình bị bất mãn hay là mình sợ hay là vì mình muốn tập trung vào trong cái sự nghiệp của mình? Dạ, cả hai. Ờ. Dạ. Bất mãn chứ, chơi kỳ, quen tới 6 năm tự nhiên có người khác. Tức là bị cấm sừng đúng không em? Dạ. Ông kỳ lạ. Ông đàn em gì đâu mà bản lĩnh gì hết trơn. Ờ. Muốn quen người khác thì nói. Nói cho tao biết. Ừ. Chứ có gì đâu. Quen người khác không nói. Bực mình ghê vậy đó. Chuyện đó mình quên luôn đi em. Bây giờ mình bắt đầu một cái câu chuyện mới được chưa? Yeah. Bây giờ là em muốn có một người yêu như thế nào nè? Em muốn một người yêu hiền, thật thà, lo làm ăn không chơi bời. Như phải là được rồi. Có điểm nào ở đàn ông em không thích không? Em không thích đàn ông nó nhiều quá. Chết. Nó vừa phải thôi. Chết. Dạ chị. Nói nhiều không? Dạ không. Chắc chắn là không. Nói vừa thôi đúng không? Dạ em nhẫn nhịn tốt lắm. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. À đó được. Nãy bên kia có những cái mong muốn như vậy đó. Em cảm thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nè? Dạ được hết. Được hết luôn hả? Chắc chắn luôn. Ngon lành. Nhỏ nhỏ chưa có bỏ đó. Còn em thì sao? Em mong muốn đó. Em mong muốn có người phụ nữ như thế nào? Cũng trung thủy. Dạ. Với lại là thực sự cũng hiền lành một chút xíu. Tốt nhất là mình không biết nhậu cũng tốt. Ừ. Không biết nhậu. Dạ đúng. Thời giờ là phải biết nhậu chứ. Nhưng mà em biết nhậu không? Dạ không. Em uống đúng nửa lon. Nửa lon phải không? Dạ nửa lon. Vậy là tốt rồi. Hút thuốc không? Dạ không. Không hút thuốc, không uống rượu. Dạ. Để tôi qua nhà gái coi. Quan điểm của tôi là phải biết nhậu nha, nhưng mà đừng nhậu là được.
Một em gái rất là dễ thương, xinh xắn, cũng bản lĩnh đó nha. Nãy giờ nghe giọng là bản lĩnh đó. Bây giờ mình có mẫu hình lý tưởng nào không em gái? Mẫu hình lý tưởng của em là bạn nam cao 1m7 trở lên. 1m7 hả? Kia nó thiếu thiếu chút yếu được. Yếu chút. Cái đó để suy nghĩ lại. Mát thích mập hay thích ốm? Dạ vừa vừa, đừng mập quá. Mập quá không tốt đúng không? Cỡ dày dày quá đúng không? Dày mập quá. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân mình cho gặp mặt thôi. Đúng rồi. Hai bên đã hiểu nhau hơn rồi. Chàng trai hiền lành tỏ ra rất ga lăng, còn cô gái có chút lạnh lùng và quyết đoán. Giờ hãy cùng gặp gỡ hai bên gia đình, còn nhiều điều bất ngờ phía trước. Rồi, xin chào đại diện nhà trai ạ. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan. Thì em hôm nay đi chung với nhà trai lên đây thì cũng hy vọng là bạn có thể tìm được một nửa của cuộc đời mình. Nãy giờ ngồi đây thì em thấy bạn nữ này nhìn rất là chững chạc và rất là dễ thương. Hy vọng là hai bạn có duyên kết nối với nhau. Cảm ơn em. Hằng đi với ai Hằng? Dạ em đi một mình em. Cô gái tỏ ra rất độc lập, mạnh mẽ. Đã đến lúc mở rào và gặp nhau rồi, liệu khi mắt đối mắt, hai người có phản ứng như thế nào đây? Bây giờ thì mở rào. Hùng Hằng nhá. Nào chuẩn bị tư thế nào Hùng? Đứng lên, chàng trai của tôi. Mạnh mẽ lên. Bước về phía trước. Đến với chương trình mình có phần quà nhỏ nhỏ tặng Hằng. Hằng cũng có một món quà nhỏ nhỏ muốn gửi đến Hùng. Cảm ơn Hằng. Mở ra coi bạn gái tặng mình cái gì. Quà rất là dễ thương, đáng yêu. Phú Yên có món gì ngon Hằng? Dạ, Phú Yên thì cũng có rất là nhiều món ngon, đặc biệt như món này. Em cũng rất thích ngũ cốc chị ạ. Đèo tiền. Thôi. Rồi, mời hai bạn về chỗ ngồi nào. Hùng thấy Hằng như thế nào? Hằng dễ thương và cũng khá là hiền, tinh tế nữa. Nhờ Hằng năm nay 31 tuổi rồi thì Hằng nhờ chương trình này để kết nối, để Hằng cũng muốn lập gia đình. Vì bạn bè cũng đã có gia đình hết rồi. Thì nếu như mà mình tìm hiểu với nhau á, mình đến được với nhau thì Hùng xác định là tầm bao nhiêu lâu sẽ tổ chức đám cưới? Trong khoảng 1 năm đổ lại rồi. Nghĩ sao là mình cảm thấy hạnh phúc, mình thấy đối phương phù hợp là được. Chứ là thời gian thì nó không quan trọng. Xác định đi đường dài được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân được. Hiện tại Hùng nó đang là sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì Hằng muốn là mình sống ở đâu? Tức là Phú Yên hay là thành phố Hồ Chí Minh? Hằng thì sống ở đâu cũng được. Ở Phú Yên cũng được, mà ở Sài Gòn cũng được. Thế thì tốt. Thì lúc trước Hằng cũng làm việc ở đây. Rồi dịch Hằng mới về quê. Thì sau đó ở quê thì kinh doanh luôn. Nếu như mà kết hôn thì mặt bằng là mặt bằng nhà của Hằng. Hằng ở sang lại và vào trong này đó, mở tiệm ở trong này. Hằng cũng muốn có một người đàn ông là bờ vai vững chắc để Hằng tựa vào, chia sẻ mỗi công việc với nhau. Thì Hằng độc thân đến từ đó tới giờ là đã 4 năm rồi. 4 năm thì Hằng cũng có tìm hiểu một số người, nhưng mà duyên nó không có đến với nhau. Tầm 2-3 tháng thì chia tay thôi, chứ cũng không có mối tình nào sâu đậm. Sau 4 năm độc thân, liệu rằng lần này cô gái có tìm thấy một nửa đích thực của cuộc đời không? Cả hai liệu có bấm nút và cho nhau cơ hội? Hãy cùng đón xem phần cuối. Rồi, đứng lên Hùng. Nào, Hằng đứng lên. Chúng ta tiến gần một bước lại với nhau nào. Kinh tế thì Hằng muốn sao, ai giữ như thế nào đó nói đi. Kinh tế thì ai giữ cũng được. Nhưng mà nếu như mà một người chồng mà muốn người vợ giữ thì càng tốt. Nice. Thì thường là mình sẽ để. Được không Hùng? Dạ được luôn. Nói với Hằng nghe đi. Hùng sẽ để Hằng giữ luôn. Về ghế đi, được rồi đó. Thật ra thì anh thấy hai bạn rất là hợp với nhau. Hai bạn rất là thông minh, rất là chín chắn luôn đó. Hai bạn có thể là một cặp đôi rất là hoàn hảo với nhau. Quan trọng là con tim mình có cùng chung nhịp đập hay không. Kiểm tra lại cho kỹ các bạn nha. Bấm nút thì phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi. Trời ơi, cô Hằng ơi. Hằng làm lan hết hồn. Hằng còn suy nghĩ điều gì mà bấm chậm vậy? Dạ, em suy nghĩ là có nên chọn hay không. Nhưng mà em thấy bạn nam này thì cũng chững chạc.
nên là em quyết định chọn. Cuối cùng điều đó đã làm em bấm nút thiệt đó hả? Trời ơi, đó, còn chút xíu nữa thôi. Lan mới vỡ tim với Hằng. Bây giờ thì hai bạn nắm tay nhau đi. Chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau. À, hay bạn cố gắng tìm hiểu nhau thật kỹ và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một kết quả rất là tốt đẹp ha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Một nụ hôn đầu tiên. Em rất là ngại. Dạ, dạ, dạ rồi. Biết có trúng không, có nhọn không, bạn bé nó cười. Lại nào. Bên thành mình ta sống thành thơi, huyền hoa ơi dừng đây thôi. Làng quê ta hôm nay vui quá, rước em về trên chiếc thuyền hoa, chân mang giày.